Xin chào mọi người. Khi các chị em mình đã sử dụng cái sản phẩm sâm tố nữ này, bắt đầu các chị em mình sẽ có những cái câu hỏi mà hầu như là khách hàng là cũng quan tâm, đó là cái vấn đề mà tác dụng phụ của bất cứ một cái sản phẩm nào nó mang lại cho mình. Thì theo những cái nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng hiện nay ở trên của công ty và các viện nghiên cứu á, thì vẫn chưa có một cái trường hợp nào xảy ra cái vấn đề tác dụng phụ khi mọi người sử dụng cái sản phẩm viên uống sâm tố nữ Bue Collagen bên nhà em hết. Chưa có một cái phản hồi tác dụng phụ nào hết. Và khi mọi người sử dụng viên uống sâm tố nữ Bue Collagen này á, được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên và mọi người không cần phải kiêng cữ gì hết, nên mọi người có thể an toàn yên tâm sử dụng, không cần phải đắn đo suy nghĩ gì hết. Tuy nhiên là các bạn nên hạn chế thuốc thúy, rất nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, mọi người nên hạn chế sử dụng cái việc những cái chất kích thích, ví dụ như là rượu bia, thuốc lá, cà phê. Và mọi người phải hạn chế thuốc khuyên giúp em để tăng được cái hiệu quả của bất kỳ một cái sản phẩm nào, cũng không nói riêng gì cái sản phẩm sâm tố nữ cả. Mọi người đừng thức khuya quá, nó không tốt cho sức khỏe của mình đâu. Và trong cái thời gian mọi người đang sử dụng cái viên uống sâm tố nữ Bue Collagen này, mà mọi người phải gặp phải cái việc vấn đề mình bị viêm nhiễm gì trong cơ thể, mình phải sử dụng thuốc tây, thì về cơ bản là các cái thành phần ở trong cái viên uống sâm tố nữ Bue Collagen này nó không có cái tương tác với các những cái loại thuốc phổ biến nói chung. Mọi người cứ an toàn ha. Nên là mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm viên uống sâm tố nữ của nhà em khi mọi người đang sử dụng những cái loại thuốc tây khác trên thị trường, vẫn đều được hết, không hề có một cái gì mọi người không cần thiết phải lo.